Chào anh chị, Misa xin hướng dẫn anh chị cách sửa mẫu chứng từ, báo cáo trên phần mềm SME trong trường hợp sửa tắt tiêu đề cột, sửa tắt của thông tin chung. Em ví dụ, anh chị đang muốn sửa phần người mua thành họ tên người mua hàng. Anh chị thực hiện như sau. Vào sửa mẫu, tìm đến ô người mua, anh chị nhấp đôi con chuột vào. Anh chị sửa lại tắt như mong muốn. Anh chị nhấn OK, nhấn lưu, nhấn tắt. Phần mềm sẽ lên đúng thông tin anh chị vừa thay đổi. Em ví dụ, anh chị đang muốn sửa lại tiêu đề cột đơn vị tính thành viết tắt DVT. Anh chị thực hiện như sau. Anh chị vào sửa mẫu, anh chị tìm đến cột đơn vị tính, anh chị nhấp đôi con chuột vào. Anh chị sửa lại tiêu đề thành DVT. Nhấn OK. Nhấn lưu. Nhấn tắt. Phần mềm sẽ thể hiện đúng thông tin anh chị vừa thay đổi. Chúc anh chị thực hiện thành công.